Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, Nhật báo Trung Quốc cho biết, từ 2 ngày qua, hầu hết các khu vực của thành phố Cửu Giang đều có mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ và báo cáo từ nhiều nơi, tính đến 11 giờ 30 phút ngày hôm qua, trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ là 308.000 người, 25.220 người phải di rời, tái định cư khẩn cấp và cần hỗ trợ khẩn cấp về đời sống. Trong đó di chuyển tái định cư khẩn cấp 18.544 người, cứu hộ 6.676 người. Tại quận Đức Xương, thành phố Cửu Giang, lính cứu hỏa đã dùng thuyền kayak để di chuyển những người già và các học sinh cấp 2 bị mắc kẹt nước lũ khi mưa lớn. Tại quận Chai Sang, thành phố Cửu Giang, lính cứu hỏa cũng đã dùng thuyền kayak để chuyển những người bị mắc kẹt do nước lũ. Đợt mưa mới vẫn đang tiếp tục. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây, dự kiến ngày mai ở Nam và Trung Giang Tây sẽ có mưa to. Một số khu vực có mưa to đến rất to, dông ở Bắc Giang Tây, mưa lớn ở một số khu vực. Trong vài ngày tới, tỉnh Giang Tây sẽ mở ra một đợt mưa lớn tập trung. Mưa lớn ở Nam Giang Tây sẽ tiếp tục. Mưa lớn ở Bắc Giang Tây và Trung tâm Giang Tây sẽ phát triển trở lại. Một số khu vực có thể mưa to đến rất to. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở, đợt mưa mới ở tỉnh Giang Tây kéo dài, lượng mưa tích tụ lớn, thời gian mưa ngắn ngày, vùng mưa trùng với vùng mưa lớn trước đó, khoảng cách ngắn, nguy cơ xảy ra lũ lụt trên núi, ngập úng đô thị và nông thôn trong khu vực. Các nhánh sông của nó đã tăng lên đáng kể và việc chuẩn bị phòng thủ phải được thực hiện trước. Mưa lớn liên tục ở Giang Tây đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi. Ban quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh Giang Tây báo cáo vào tối ngày hôm nay rằng, tính đến 11 giờ ngày hôm đó, đợt thiên tai này đã ảnh hưởng đến 733.000 người trong tỉnh và một người đã thiệt mạng do đuối nước. Từ 20 giờ ngày thứ năm tuần vừa qua đến 8 giờ ngày hôm qua rất to, lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 87 mm, lượng mưa trung bình ở các thành phố chia thành các quận là 158 mm ở thành phố Cẩm Châu, lượng mưa điểm là 466 mm ở làng Giao Ken, huyện Tuyền Nam, thành phố Cẩm Châu và một số quận thành phố đã phải hứng chịu lũ lụt nặng nề và thiên tai địa chất. Trong tuần qua, thành phố Gansu đã đầu tư 77.100 người thuộc các lực lượng cứu hộ khác nhau để kiểm soát lũ lụt và chống lũ lụt, bao gồm 3.236 đơn vị phương tiện kỹ thuật, thuyền tấn công, thuyền cao su, máy phát điện, máy bơm nước và các thiết bị khác như lều, chăn bông, giường gấp, đèn, 33.700 chiếc vật dụng cứu trợ thiên tai như ủng, áo mưa. Thống kê chính thức cho thấy, tính đến 11 giờ ngày hôm nay, thảm họa do thiên tai đã ảnh hưởng đến 733.000 người ở 36 quận huyện, bao gồm cả khu vực chức năng ở Cẩm Châu, Cát An, Phúc Châu và Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây. 162.000 người phải sơ tán khẩn cấp, 22.300 ha hoa màu bị ảnh hưởng. 19 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và 68 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,7 tỷ nhân dân tệ. Động đất Cửu Giang, Giang Tây. Kính thưa quý vị, theo Weibo chính thức của mạng động đất quốc gia Trung Quốc vào lúc 21 giờ 29 phút ngày 17, một trận động đất mạnh 3,7 độ Richter đã xảy ra tại Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, cách trung tâm thành phố Cửu Giang và Ruichang từ 9 km, độ sâu tiêu cự là 6 km. Được biết, trận động đất được cảm nhận rất mạnh ở Nam Xương và Trấn Cảnh Đức. Vào chiều ngày 4, một số phương tiện truyền thông đã đăng tải thông tin rằng vào lúc 14 giờ 30 phút ngày hôm đó, một trận động đất có cường độ 6,9 độ Richter đã xảy ra gần quận Tấn Dương, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Tâm chấn ở vị trí 29,51 độ Vĩ Bắc, 115,52 độ Kinh Đông. Người có liên quan phụ trách cục địa chấn Giang Tây nói với các phóng viên rằng thông tin không có trận động đất nào ở Cửu Giang là sai sự thật. Vào lúc 8 giờ 49 phút ngày 16, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây do các hoạt động kiến tạo địa chất bên trong mảng kiến tạo. Từ quan điểm lịch sử, trận động đất Cửu Giang 5,7 độ Richter là trận động đất mạnh nhất và có ảnh hưởng lớn nhất ở Giang Tây trong một thế kỷ. Tâm chấn ở 29,7 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, tức là giữa Cửu Giang và Thụy Xương. Trận động đất ở Cửu Giang không phải là đột biến địa chất, mà do các hoạt động kiến tạo địa chất bên trong mảng gây ra. Có 314 dư chấn tính đến 16 giờ 30 phút ngày 17. Trong đó, lúc 9 giờ 25 phút, một dư chấn 4,6 độ Richter xảy ra tại huyện Cửu Giang, tâm chấn ở 29,7 độ Vĩ Bắc, 115,8 độ Kinh Đông. Lúc 10 giờ 42 phút, một dư chấn mạnh 3,0 độ
xảy ra tại huyện Cửu Giang, tâm chấn là 29,7 độ vĩ Bắc, 115,7 độ kinh Đông. Lúc 12 giờ 53 phút, một dư chấn mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Tổng cộng có 12 người thiệt mạng, hơn 8.000 người bị thương ở các mức độ khác nhau, hơn 600.000 người phải di rời và 2,8 triệu người phải đi lánh nạn khẩn cấp. Thiệt hại về tài sản có 18.000 nhà sập, hơn 150.000 nhà hư hỏng. Tỉnh Giang Tây có 5 người chết, 247 người bị thương, hơn 8.000 ngôi nhà bị sập ở huyện Cửu Giang, 7 người chết ở thành phố Rui Trang. Trận động đất đã ảnh hưởng đến hơn 50 quận huyện thành phố trong phạm vi Cửu Giang, Nam Xương, Thượng Nhiêu, Phúc Châu, Nghi Xuân, Cảnh, Đức Trấn, Cẩm Châu và các thành phố khác. Trong đó, quận Cửu Giang và thành phố Thị Xương bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có tổng cộng 12 người chết do thiên tai, trong đó có 5 người ở huyện Cửu Giang, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây và 7 người ở Thị Xương, hơn 8.000 người bị thương được cấp cứu khẩn cấp và 600.000 người phải di rời tái định cư. Ở một số huyện, thành phố, thông tin liên lạc, điện, nước bị gián đoạn. Sau trận động đất, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở tỉnh Giang Tây hết sức coi trọng. Bí thư tỉnh ủy Mạnh Kiến Trụ và tỉnh trưởng Hoàng Chí Toàn đã dẫn đầu các đồng chí có trách nhiệm từ cấp ban ngành liên quan khẩn trương đến khu vực xảy ra thảm họa để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Giám đốc Sở Dân Chính tỉnh Lu Xiaoyu đã dẫn các nhân viên có liên quan đến khu vực thiên tai để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai, đồng thời điều động ngay một loạt lều và mền đến cứu trợ tại khu vực xảy ra thiên tai. Tỉnh Giang Tây đã phân bổ 5 triệu nhân dân tệ và thành phố Cửu Giang đã phân bổ 1 triệu nhân dân tệ để cứu trợ động đất. Tại tỉnh Hồ Bắc có một người chết, thành phố Vũ Hán cảm nhận rõ ràng rung chấn. Trận động đất được cảm nhận ở hầu hết các khu vực và tường của một số tòa nhà bị nứt. Thành phố Wuxi, quận Hiangmei, quận Kinh Chun của thành phố Huanggang, quận Yangxin của thành phố Huangxi, quận Thongshan của thành phố Xianning, quận Jiangxia và quận Jingzhou của thành phố Vũ Hán bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất. Tai nạn dẫm đạp xảy ra trong quá trình sơ tán học sinh ở Yangxin, Kichun và Wuxi. Theo thống kê sơ bộ, trận động đất đã làm 1 người chết và 87 người bị thương, trong đó có 78 học sinh, 7.580 nạn nhân phải di rời khẩn cấp, 356 ngôi nhà bị sập và 2.485 ngôi nhà bị hư hỏng. Trận động đất cũng làm gián đoạn thông tin liên lạc và cung cấp điện tại một số ngôi làng và thị trấn ở huyện Dương Tân, thành phố Hoàng Thạch. Nhiều dây điện cao thế bị đứt. Sau khi thảm họa xảy ra, tỉnh ủy và chính quyền tỉnh rất coi trọng nó, U Seng Seng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương kiêm Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng Lu Kinh Quan đã chỉ đạo các bộ phận liên quan nhanh chóng nắm bắt tình hình động đất, xác minh càng sớm càng tốt và nhanh chóng thực hiện công tác cứu trợ thiên tai. Yu Jiangwei, Phó Thống đốc điều hành của chính quyền tỉnh đã dẫn đầu các bộ phận liên quan đến thành phố Wuxi, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận động đất, để chia buồn với những người dân bị ảnh hưởng và chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Thành phố Hoàng Thạch đã khẩn cấp phân bổ 100.000 nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ thiên tai và quận Dương Tân đã điều trị y tế miễn phí cho các học sinh bị thương và người dân. Thành phố Wuxi cũng đã đầu tư 150.000 nhân dân tệ vào quỹ cứu trợ thiên tai. Còn ở tỉnh An Huy, tại hạt Shushong cảm nhận rất rõ ràng trận động đất. Thống kê sơ bộ đến ngày hôm qua đã có 32 căn nhà bị sập, trong đó có 26 căn nhà riêng của 14 hộ dân không có thương vong xảy ra. Huyện Đông Di cũng đang tổ chức lực lượng điều tra và phát hiện một số ngôi nhà bị nứt. Trận động đất được cảm nhận ở các khu vực lân cận khác nhưng không có thiệt hại lớn nào được báo cáo. Tại Hồ Nam, nhiều nơi cảm nhận được động đất, từ một số tòa nhà bị nứt, Giang Tô, các tòa nhà dân cư cao tầng ở Nam Kinh cảm nhận được động đất. Một phóng viên của Nhật báo Nam Kinh đã phỏng vấn Zhu Bengang, kỹ sư trưởng của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật thuộc Viện Nghiên cứu Động đất của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc qua điện thoại. Theo kỹ sư trưởng Zhu Bengang, về tổng thể, Giang Tây, Hồ Bắc ở phía Bắc Hồ Nam có hoạt động địa chấn tương đối thấp ở Trung Quốc đại lục và một số trận động đất lớn chủ yếu là động đất từ trung bình đến mạnh. Động đất ở những nơi này về cơ bản xảy ra điểm giao nhau giữa phần nâng lên và hạ xuống của địa chấn. Trận động đất mạnh vừa phải này xảy ra giữa Thụy Xương và Cửu Giang là phần nâng lên của núi Cửu Linh. Trận động đất ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn, chẳng hạn như Giang Tô và An Huy cảm thấy trận động đất. Zhu Begang, kỹ sư trưởng giải thích, tâm điểm của một trận động đất mạnh vừa phải ở một nơi như vậy không quá sâu, hiện tại không có dữ liệu chính xác về độ sâu, kết quả do cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ đưa ra là 10 km. Một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra giữa Cửu Giang và Thụy Xương thuộc tỉnh Giang Tây. Sóng xung kích của trận động đất lan rộng đến khu vực như Vũ Hán, Hồng Hồ và Ngạc Châu ở tỉnh Hồ Bắc. Các tòa nhà cảm nhận rõ ràng chấn động,
tường của một số tòa nhà bị nứt, rung lắc kéo dài khoảng 20 giây. Tuy nhiên, Zhejiang bao gồm cả khu vực dự án Tam Hiệp nằm ở điểm giao nhau của nền tảng Dương Tử và lưu vực Tứ Xuyên và thuộc một mảng địa lý khác với Zhejiang. Trận động đất Zhejiang không có bất kỳ tác động nào đến Zhejiang và toàn bộ Tam Hiệp. Các hẻm núi bao gồm cả con đập vẫn an toàn. Li Kanning cho biết đập Tam Hiệp được thiết kế theo khả năng chống động đất 7 cấp. Hiện tại, toàn bộ khu vực Tam Hiệp đang được giám sát địa chấn chặt chẽ, mật độ và độ chính xác của việc giám sát cao hơn nhiều so với các khu vực thông thường. Khi trận động đất xảy ra tại khu thắng cảnh Lục Sơn ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, không có thiệt hại do thiên tai nào ngoại trừ sự rung chuyển của các ngôi nhà trong khu thắng cảnh. Danh lam thắng cảnh chỉ cách tâm chấn hàng chục km theo đường thẳng. Khi trận động đất xảy ra, bạn có thể cảm nhận được sự rung chuyển trong phòng, giống như kiểu rung chuyển sau khi bạn mở núi và bắn đại bác. Nhưng nhà dân, đặc biệt là biệt thự trong khu danh lam thắng cảnh vốn rất vững vàng thì không mất mát gì. Hiện nay đang là mùa du lịch trái vụ. Mỗi ngày đón khoảng 2.000 lượt khách du lịch. Khi xảy ra động đất, các danh lam thắng cảnh ngoài trời không có hiện tượng bất thường, không có tảng đá nào lăn xuống. Vào lúc 9 giờ 36 phút, Cục Động đất Giang Tây đã công bố thông tin chính thức đầu tiên cho cả nước thông qua các phương tiện truyền thông. Sau đó, các cơ quan chính quyền cấp tỉnh có liên quan cũng lần lượt công bố tin tức. Lòng người bất an dần nguôi ngoai. Điều đáng nói là vài phút sau khi Cục Địa chấn tỉnh Giang Tây công bố bản tin, thông tin về trận động đất do Cục Địa chấn Hoa Kỳ đo đạc cũng được chuyển đến Trung Quốc thông qua Internet. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.